Mến chào quý khán giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Thủy Vân rất vinh dự khi được gặp lại quý khán giả trong thời lượng của bản tin ngày hôm nay. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, chính xác nhất và hấp dẫn nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, lũ lụt ở miền Trung và miền Bắc của Trung Quốc đã khiến ít nhất 180 người thiệt mạng, rất nhiều người mất tích và hàng trăm ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Trận mưa dữ dội hôm đầu tuần ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã khiến nhiều vùng nông thôn bị ngập nặng. Người phụ nữ trong ảnh cùng với gia đình phải đi sơ tán đến nơi cao hơn. Lúc quay về, hầu hết lợn trong chuồng của gia đình cô đã bị chết. Theo truyền thông Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc là nơi thiệt hại nhiều nhất sau trận đại hồng thủy và có con số thương vong cao nhất, 134 người chết và 122 người mất tích. Trên trang tin điện tử news163.com, nhiều độc giả chia sẻ sự mất mát của những người nông dân. Một số người khác cho hay họ không dám xem ảnh về thiệt hại do thiên tai mang lại. Công chúng đã bất bình khi nhiều người khẳng định giới chức đã không cảnh báo đủ sớm với họ về những trận mưa lớn sắp đến. Theo các quan chức của Trung Quốc, những cơn mưa lớn này là thiên tai mới nhất ở Trung Quốc. Đến nay, mùa hè nhiều mưa này đã làm chết hơn 250 người và hơn 1,9 triệu hecta cây trồng bị hư hại, với thiệt hại lên đến 3,6 tỷ USD. Số người bị ảnh hưởng là trên 9,5 triệu. Thưa quý vị, trong đợt mưa vừa qua, chính quyền tỉnh Trung Quốc đã bất ngờ xả nước lũ từ hồ chứa mà không thông báo trước cho người dân, khiến hơn 1.000 người chết thảm. Trong đợt thiên tai ở Trung Quốc gần đây, tỉnh Phúc Kiến chịu thiệt hại nặng nề nhất, hơn trăm người chết trong đợt lũ lụt vào trung tuần đến cuối tháng vừa qua và tình hình còn thêm trầm trọng khi bão số 3 đổ bộ vào đúng vùng này. Cơn bão tuy đã suy yếu nhưng khi đổ bộ vào Phúc Kiến đã gây ra mưa to khiến cho lũ lụt thêm trầm trọng. Lo sợ ngập lụt lan rộng, giới chức tỉnh đã cho xả 3 hồ chứa nước mà không thông báo trước vào ngày thứ hai, khiến cho hơn ngàn người chết thảm dưới dòng lũ ác kiệt. Phóng viên dẫn lời kể của nhân chứng là dân địa phương hôm thứ Năm. Ba hồ chứa nước này nằm ở huyện Mân Thanh được xả vào rạng sáng thứ Hai và người dân ở nhiều thị trấn không kịp trở tay hay sơ tán vì chính quyền không hề báo trước cho họ biết. Phóng viên dẫn lời của một chủ cửa tiệm tên là Lưu may mắn thoát chết kể lại, bể chứa nước đã ồ ạt theo dòng nước lũ tràn ngập đến các thị trấn như Vân Long, Sảnh Hoàng, Bản Đông, Tháp Trang. Dòng nước dữ dội đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà ở khắp nơi, chỉ riêng Bản Đông đã có hơn 25 người chết. Tính tổng số nạn nhân thiệt mạng trong huyện Mân Thanh lên đến hơn ngàn người, chết quá nhiều và thật thương tâm. Chính quyền xả nước hồ chứa mà không hề báo trước cho bà con. Họ còn cố tình che giấu con số nạn nhân thiệt mạng khi báo đài chỉ đưa tin bão số 3 đổ bộ vào Phúc Kiến, khiến cho có 5 người chết, 15 người mất tích. Ông Lưu tiết lộ, ba hồ chứa nước lớn, khủng khiếp, khi họ xả ra thì các vị hãy tưởng tượng nó kinh khủng như thế nào. Chỉ vài phút sau, toàn bộ huyện Mân Thanh chìm trong nước, hàng ngàn ngôi nhà bị cuốn phăng, mạng người chết đến không xuể. Chúng tôi mạnh ai nấy chạy, nhà tôi may mắn ở rìa huyện nên đã kịp thời sơ tán để chạy lên vùng đồi gần đó. Mạnh ai người nấy chạy, lũ quét qua khi trở về, chúng tôi nhìn thấy thi thể nằm la liệt khắp mọi nơi, số người chết rất nhiều ở vùng nông thôn gần hồ chứa vì nơi đó rất trũng. Một phụ nữ họ Hứa ở Bản Đông tiết lộ rằng khi họ xả nước ở hồ chứa, nhiều người không kịp sơ tán và đã bỏ mạng. Toàn huyện ngập tràn xác chết rất đáng sợ. Riêng Bản Đông chỗ chúng tôi ít nhất phải 250 người. Tuy nhiên, cơ quan phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến vào hôm thứ Tư lại thông báo lũ lụt ảnh hưởng tới 9 thành phố và 56 huyện lỵ của tỉnh, có 606.000 người dân bị ảnh hưởng, 6 thành phố bị ngập lụt và 11 người chết, 23 người mất tích, tổng thiệt hại kinh tế là 65,43 tỷ nhân dân tệ. Dưới đây là một đoạn ghi hình cảnh lũ lụt khủng khiếp sau xả lũ ở hồ nước Mân Thanh do người dân Phúc Kiến ghi lại. Trên mạng YouTube vài tuần trước cũng đã xuất hiện đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy cảnh lũ lụt tràn ngập tại trung tâm thương mại ở Phúc Kiến, nhiều người không trở tay. Kính thưa quý vị, Trung Quốc dị tượng nối tiếp dị tượng, hôm qua Bắc Kinh lại tuyết rơi dày đặc, như thể chỉ trong một đêm biến thành mùa đông lạnh giá. Bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh vào sáng sớm ngày hôm qua, trời đổ mưa và nhiệt độ hạ thấp tại nhiều khu vực thành thị của Bắc Kinh, trong khi Linh Sơn, Bách Hoa Sơn và Hải Đà Sơn ở huyện Duyên Khánh có địa thế cao hơn cũng trải qua trận tuyết hiếm có trong tháng này. Đoạn video do cư dân mạng địa phương cho thấy, những ngôi nhà, con đường và cây cối phủ đầy tuyết dày, như thể chỉ trong một đêm biến thành mùa đông lạnh giá. Thời tiết bất thường khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Có người nói, thời tiết bất thường thế này khiến người ta hoảng sợ. Chẳng lẽ có oan tình? Mùa hạ mà thời tiết giống như mùa đông tất sẽ có lũ lụt. Bắc Kinh nhớ chú ý mưa to và bão lớn. Cùng ngày tại Đại Đồng, Sơn Tây cũng có mưa và tuyết. Một số cư dân mạng lo ngại tuyết rơi sẽ gây ra thiệt hại cho mùa màng ở miền Bắc. Nhưng nhiều người lại cho rằng, nhiều năm liên tục, trời có nhiều hiện tượng dị tượng. Đại sự sắp đến rồi. Thưa quý vị, sáng ngày thứ Năm sau trận động đất mạnh 5,1 độ Richter tại huyện Hương Văn, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, 320 ngôi nhà trong huyện đã bị hư hại. Có tỉnh lộ bị gián đoạn hai nơi do sạt lở, một phần đường bị sụt lún. Ngoài ra, trong ngày cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 4,1 độ Richter ở Tân Cương. Vào lúc 7 giờ 50 sáng thứ Năm, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Hương Văn, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên.
Trận động đất xảy ra tại tọa độ 28,22 độ Vĩ Bắc, 105,03 độ Kinh Đông với tiêu cự sâu 10 km. Theo truyền thông Trung Quốc, tính đến 11:30 thứ Năm, không có thương vong trong trận động đất ở huyện Hưng Văn, nhưng 320 ngôi nhà của 284 hộ gia đình đã bị hư hại. Tỉnh lộ đường Hương Đẻ bị gián đoạn ở hai nơi, một phần đường từ thị trấn Chu Gia đến xã Tiên Phong trong huyện bị sụt lún. Video trực tuyến cho thấy đất đá rơi xuống đã làm tắc nghẽn đường, trên mặt đường cũng xuất hiện vết nứt. Người quay video nói, trời ạ, con đường bị chặn đứng rồi. Các camera giám sát đã ghi được cảnh mặt đất và nhà cửa rung lắc, đèn trần nhà không ngừng lắc lư. Một đoạn video khác cho thấy các học sinh lớp 7 của trường trung học thị trấn Gia Vương, huyện Củng, thành phố Nghi Tân đã nhanh chóng ôm đầu gối sụp xuống khi nghe thấy tiếng còi báo hiệu. Sau đó các em ôm đầu di chuyển ra bên ngoài. Ngoài trận động đất ở Tứ Xuyên, lúc 12:54 phút cùng ngày, một trận động đất mạnh 4,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tajik, Takugan thuộc khu khách sạn Kaska, Tân Cương có tọa độ 37,68 độ Vĩ Bắc, 76,03 độ Kinh Đông nhưng tiêu cự ở độ sâu tới 118 km. Thưa quý vị, đoạn video quay lại cảnh hàng trăm con cá trong một hồ nước ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đồng loạt nhảy lên bờ tự tử đã khiến nhiều cư dân mạng lo sợ đây là báo hiệu của một trận động đất hoặc lũ lụt lớn. Đoạn video do một người đàn ông giấu tên quay cảnh hàng trăm con cá mè trắng Hoa Nam đồng loạt nhảy vọt lên khỏi mặt nước và rơi xuống mặt đường lát đá cạnh hồ nước trong công viên huyện Bắc Ái, thành phố Tiêu Tác ở trung tâm tỉnh Hà Nam, nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Daily Star hôm thứ Hai đưa tin, có người liên tưởng đến đại địa chấn ở Đường Sơn năm 1976 và ngày trước khi xảy ra thảm họa này, tại ngư trường Bách Các Trang, cá chám cỏ thành đàn đã nhảy lên, có con nhảy cách mặt nước cao hơn một thước, trong khi tại ngư trường ở vùng Duyên Hải, cách Đường Sơn không xa, cá đối, cá nheo, cá chẽm nhao nhao nổi lên, trắng dã, rất dễ bắt. Tuy nhiên, các quan chức địa phương ngay lập tức đưa ra lý do thúc đẩy đàn cá nhảy lên bờ là do tiếng ồn phát ra từ cuộc thi hát tổ chức ở gần đó, khiến đàn cá có phản ứng cực đoan. Họ cũng bác bỏ tin đồn đàn cá nhảy từ hồ lên bờ để tránh bị điện hở giật chết. Kính thưa quý vị, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Kentucky do mưa lũ, thì tại Trung Quốc hơn 6.000 người đã phải sơ tán. Trong tháng này đã có hai trận mưa lớn trút xuống thành phố Bản Cẩm, huyện Liêu Ninh gây ra lũ lụt trên diện rộng. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai. Tình hình thời tiết cực đoan xảy ra tại nhiều nước trên thế giới, từ nắng nóng kỷ lục tại châu Âu đến lũ lụt tại Bangladesh, Iran và Mỹ, Trung Quốc khiến cho người dân khốn khổ. Chính quyền thành phố Bản Cẩm đã kích hoạt phản ứng kiểm soát lũ lụt cấp độ 1 và điều 2.680 nhân viên cứu hộ, 320 xe vận chuyển, các phương tiện đến hiện trường. Các công cụ chống lũ lụt như là túi cát và ván gỗ nhanh chóng được đưa tới khu vực. Tổng cộng có 6.393 cư dân được sơ tán an toàn, hiện chưa ghi nhận thương vong do lũ lụt. Công tác cứu hộ đang khẩn trương được triển khai. Cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh, miền đông bắc của Trung Quốc cho biết, mưa lũ gây ảnh hưởng đến gần 80.000 người ở tỉnh này. Theo cơ quan kiểm soát lũ lụt và giảm nhẹ hạn hán tỉnh Liêu Ninh, mưa lũ còn làm hư hại khoảng 1.700 hecta cây trồng, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến gần 13,7 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,95 triệu đô. Mực nước tại hơn 10 hồ chứa cỡ trung và gần 20 hồ chứa cỡ nhỏ tại tỉnh Liêu Ninh đã tăng lên trước mức cảnh báo lũ lụt. Hiện những hồ chứa này đang phải xả lũ. Các trận mưa như chút kéo dài từ mấy ngày nay khiến cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh phải sơ tán gần 70.000 người trên toàn tỉnh. Vừa qua có hai trận mưa lớn trút xuống sông Giao Giang tại thành phố Bản Cẩm thuộc tỉnh Liêu Ninh đã gây ra lũ lụt trên diện rộng. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn, đây là trận lũ lụt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay và đều bị vỡ vào lúc 10:30 theo giờ địa phương. Hôm qua, cơ quan chức năng Trung Quốc đã cho biết có hơn 6.000 người phải sơ tán sau khi nước sông dâng cao gây ra vỡ đê tại tỉnh Liêu Ninh. Hy vọng rằng với những chính sách và biện pháp phù hợp, cơ quan chức năng và người dân tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc sớm khắc phục được hậu quả, xây dựng lại cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.